Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa ra quân tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện mô tô có dung tích dưới 50cm khối và xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình trạng người điều khiển phương tiện xe mô tô dưới 50cm khối và xe máy điện, nhất là trong lứa tuổi học sinh sinh viên, vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Các lỗi vi phạm thường gặp là không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, thậm chí một số trường hợp chưa đủ tuổi để điều khiển các phương tiện này. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho lứa tuổi học sinh sinh viên, ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm luật giao thông đường bộ trong lứa tuổi học sinh sinh viên, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc quản lý con em mình khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông.